Kính thưa các khán thính giả của Phòng Tản Mạn, trong bản tin ngày hôm nay ngày 26 tháng 5, chúng tôi sẽ gửi tới các bạn một vài bình luận của giới học giả chuyên gia về những ảnh hưởng của cuộc chiến mà Nga gây ra ở Ukraine với tình hình thế giới. Có thể nói rằng, ảnh hưởng này ngày càng sâu rộng tới các cường quốc ở khu vực châu Á, vốn chẳng có mấy lợi ích ở Ukraine. Trao đổi với tờ Bưu điện Hoa Nam SCMP, các nhà phân tích cho rằng cuộc chiến ở Ukraine đã làm tăng cảm giác cấp bách của Bắc Kinh trong việc chuẩn bị cho bất kỳ sự thay đổi nào đối với hiện trạng đảo Đài Loan. Các hình ảnh vệ tinh xác nhận, bất chấp tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng, Trung Quốc đại lục đã đưa lộ trình đóng tàu chiến trở về đúng tiến độ. Hình ảnh mới nhất từ hệ thống vệ tinh do thám thương mại cho thấy, việc xây dựng các tàu chiến mới đang tiếp tục với tốc độ chóng mặt tại một nhà máy thành viên của tập đoàn đóng tàu nhà nước Trung Quốc, CSSC. Lộ trình của Hải quân Trung Quốc đã bị gián đoạn bởi đợt bùng phát dịch COVID-19 mới nhất trên khắp đất nước, bao gồm cả Thượng Hải, nơi đã bị phong tỏa từ tháng 3, khiến việc hạ thủy tàu sân bay thứ 3 cho Hải quân Trung Quốc bị trì hoãn. Tàu sân bay Thai 003 đã bỏ lỡ ngày hạ thủy 23 tháng 4 nhân kỷ niệm 73 năm thành lập Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân. Bên cạnh đó là sự chậm trễ với việc đóng các lớp tàu chiến trong mục tiêu kế hoạch 5 năm lần thứ 14 của Bắc Kinh từ năm 2021 đến năm 2025. Công việc trên tàu sân bay 003 đã được tái khởi động tại nhà máy đóng tàu Giang Nam Thượng Hải vào cuối tháng 4 với các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt nhất với gần 4.000 cán bộ công nhân viên. Một hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy công việc chế tạo tàu sân bay gần như đã hoàn tất. Có thể thấy ba máy phóng điện tử đang được che chắn bởi lớp phong bạt bảo vệ. Thai 003 là dự án tàu sân bay đầy tham vọng của Hải quân Trung Quốc, được coi là sự đúc kết kinh nghiệm đóng tàu suốt mấy chục năm qua cũng như kinh nghiệm khai thác tàu sân bay kiểu Liên Xô. Tàu 003 từ bỏ lối thiết kế bom phóng kiểu nhảy cầu và thay thế hoàn toàn bằng kiểu bom phóng với máy phóng như các siêu tàu sân bay của Mỹ. Nếu các thông tin rò rỉ là thật, thì 003 sẽ trở thành lớp tàu lớn thứ 3 thế giới sau các siêu hàng không mẫu hạng của Mỹ với lượng giãn nước toàn tải lên tới 100.000 tấn, dài khoảng 300 mét. Trong khi đó, siêu tàu sân bay Ford của Mỹ có lượng giãn nước khoảng 100.000 tấn, dài 333 mét, còn lớp Nimitz có lượng giãn nước 104.600 tấn, dài 332,8 mét. Tuy nhiên, 003 sẽ chưa trang bị động cơ hạt nhân, thay vào đó sẽ là hệ thống động lực điện tích hợp IEP, có thể sử dụng máy tua bin khí hoặc máy phát điện diesel hoặc cả hai, tạo ra dòng điện 3 pha để quay chân vịt hoặc hệ thống đẩy phản lực nước. Theo các đánh giá của quốc tế, dự án phải tới chương trình tàu sân bay Thai 004 đang được nghiên cứu, Trung Quốc mới trang bị động cơ nguyên tử cho hàng không mẫu hạm. Với năng lực vượt trội hoàn toàn so với các tàu sân bay kiểu Liên Xô như Liaoning CV-16 và Sơn Đông CV-17, 003 sẽ tạo ra mối đe dọa lớn đối với các vấn đề Đài Loan và Biển Đông, khi mà nó có thể mang tới 70-100 máy bay các loại, bao gồm tiêm kích hạm, máy bay chỉ huy cảnh báo sớm, trực thăng chống ngầm, có thể hoạt động dài ngày trên biển. Mà câu chuyện bây giờ không chỉ có tàu sân bay 003, bởi các hình ảnh vệ tinh chụp được ngày 4 tháng 5 tại nhà máy đóng tàu Hồ Lô Đảo ở tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc đã cho thấy họ đang xây dựng hai tàu ngầm hạt nhân đề án 094 và 093. Trong đó, Thai 094 là tàu ngầm hạt nhân chiến lược trang bị tên lửa đạn đạo liên lục địa. Lớp tàu này thiết kế từ đầu thập niên 2000 dựa theo mẫu tàu ngầm chiến lược đề án 677 BDRM Delta của Hải quân Liên Xô. Thông tin về lớp tàu này rất hiếm hoi, đã có thời gian bị chê bai về độ tin cậy, khiến tàu không dám đi biển xa. Nhưng sau khoảng 20 năm nghiên cứu, việc tiếp tục đóng tàu 094 cho thấy Trung Quốc chắc là đã tìm ra giải pháp để tạo ra một con tàu an toàn và mạnh mẽ. Theo thiết kế, 094 cỡ 11.000 tấn khi lặn, dài 135 m, trang bị 12 tên lửa đạn đạo liên lục địa JL-2, có tầm bắn cực đại 7.400 km. Hiệp hội An ninh Toàn cầu cho rằng một chiếc 094 di chuyển ở phía đông bắc quần đảo Kurin có thể tấn công 3/4 lãnh thổ Hoa Kỳ, còn với mục tiêu ở Ấn Độ thì không có giới hạn nào với tầm bắn như vậy. Còn Thai 093 là lớp tàu ngầm hạt nhân tấn công đa năng, thường trang bị tên lửa hành trình tầm xa, thực hiện nhiệm vụ chiến thuật và chiến lược. Lớp tàu này cũng ra đời cùng thời với 094 và được cho là cũng trải qua nhiều đợt nghiên cứu, cải tiến để khắc phục các vấn đề gặp phải. Ví dụ như độ ồn của nó bị giới phân tích phương Tây cho rằng ồn hơn nhiều so với tàu ngầm Los Angeles của Mỹ và Aquila của Nga. 093 có lượng giãn nước khi lặn 6.000 tấn, dài 107 m, tốc độ 30 hải lý trên giờ, trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533 ly, cho phép triển khai tên lửa hành trình EZ-82. Đáng chú ý, giới phân tích cho rằng qua nhiều năm cải tiến, các tàu ngầm 093 đang đóng mới có thể là một phiên bản nâng cấp. Hình ảnh vệ tinh từ nhà máy Hồ Lô Đảo cho thấy tàu ngầm 093 có khả năng là một phiên bản lớn hơn, tinh vi hơn với hệ thống phóng thẳng đứng, nhà quan sát Lương Quốc Lương ở Hồng Kông cho hay. Đặc biệt, ngoài tàu ngầm, tại nhà máy Hồ Lô Đảo còn đồng thời tiến hành xây dựng và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện 5 tàu khu trục tên lửa kiểu 052DL.
052DL là phiên bản nâng cấp từ khu trục hạm 052D với boong dài hơn cũng như cảm biến mạnh hơn. Việc kéo dài khung thân được giới quan sát nhận định là cho phép mở rộng sân độ máy bay thêm 4m cũng như có thêm không gian tích hợp radar trong máy bay tàng hình. Sân độ lớn hơn cho phép con tàu chở được trực thăng chống ngầm hạng nặng Z-20 thay cho kiểu Z-9 hạn chế về tầm bay, khả năng sử dụng vũ khí. Về hỏa lực, lớp tàu chiến được coi là chiến hạm Aegis kiểu Trung Quốc có thể triển khai tới 64 ống phóng thẳng đứng đa nhiệm, cho phép phóng nhiều loại tên lửa bao gồm tên lửa phòng không HQ-9, tên lửa chống hạm siêu âm EZ-12 và tên lửa chống ngầm CI-5. Theo các nguồn tin không chính thức, kể từ năm 2020 tới nay, Trung Quốc đã trang bị 5 khu trục hạm 052DL cho các hạm đội. Trước đó, từ 2014 đến 2018 đã trang bị 13 tàu khu trục 052D, dự kiến sẽ đóng tổng cộng 25 tàu cỡ 7.500 tấn. Cùng với dự án tàu khu trục, hôm 20 tháng 5, nhà máy đóng tàu Hoàng Phố ở Quảng Châu đã tổ chức đấu thầu cung cấp thép. Một số nhà bình luận cho rằng đây là dấu hiệu chuẩn bị đóng tiếp loạt khinh hạm 054B, một phiên bản lớn và hiện đại hơn lớp 054A vốn đã đóng 30 chiếc từ năm 2005 tới nay. Tàu 054A cỡ 3.900 tấn, dài 134m, hiện là lớp khinh hạm xương sống của Hải quân nước này, trang bị vũ khí hiện đại đa nhiệm, tác chiến trên nhiều phương diện với tên lửa phòng không tầm trung, tên lửa chống hạm tầm xa và ngư lôi chống ngầm. Nhóm tàu mới này được thiết kế để hộ tống tàu sân bay 003 của Hải quân Trung Quốc. Nước này được cho là có kế hoạch xây dựng ít nhất 4 nhóm tác chiến tàu sân bay vào năm 2030 để trở thành lực lượng hải quân nước xanh hiện đại lớn thứ hai thế giới sau Mỹ. Neil Lesium, chuyên gia hàng hải tại Đại học Khoa học Chính trị và Luật Thượng Hải cho biết, cuộc xung đột ở Ukraine đã bộc lộ tính dễ bị tổn thương của vũ khí Nga thiết kế và các khái niệm chiến đấu trong chiến tranh hiện đại đã thúc đẩy hải quân Trung Quốc vượt qua đại dịch COVID-19. Hàng loạt các hệ thống vũ khí thông thường và học thuyết tác chiến của quân đội Trung Quốc đã kế thừa và sao chép quân đội Liên Xô và Nga hiện tại. Nhưng những gì đang diễn ra ở Ukraine đã khiến người Trung Quốc lo lắng, ông Lee nói. Khi Hoa Kỳ đang bận rộn giúp người Ukraine phòng thủ trước sự xâm lược của Nga, Washington và Đài Bắc đang lo lắng rằng Bắc Kinh có thể lợi dụng cuộc khủng hoảng đang diễn ra để tấn công Đài Loan. Trên mạng xã hội WeChat cũng đang lan truyền một bài viết từ tờ Military Express, một trang web không chính thức thường chỉ trích các chiến lược quốc phòng của Trung Quốc với 450.000 người theo dõi cho rằng cuộc chiến ở Ukraine đã nhắc nhở Trung Quốc về sự cần thiết phải thiết lập một ngành công nghiệp đóng tàu quân sự hùng mạnh. Việc duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định của hạm đội hải quân là cách tốt nhất để giữ các kỹ sư chất lượng cao và giàu kinh nghiệm cùng các lao động lành nghề. Trung Quốc cần duy trì tốc độ tăng trưởng nhất định về năng lực đóng tàu, đặc biệt là sau khi bùng nổ chiến tranh Ukraine. Điều đó có khả năng tiếp nối âm mưu bành trướng của NATO bằng cách sử dụng Ukraine để kích hoạt đối đầu địa chính trị khu vực Á-Âu. Mỹ có thể sao chép kinh nghiệm của Ukraine cho Đài Loan, khiến Bắc Kinh không đủ thời gian để phát triển tàu chiến thế hệ mới, để tiết kiệm thời gian và để quân đội Trung Quốc sẵn sàng chiến đấu càng sớm càng tốt. Tiếp tục đóng thêm tàu chiến với công nghệ cải tiến là phương án tốt nhất, bài báo này viết. Nhà học giả Ni thì nêu quan điểm, cuộc chiến Ukraine đã làm trầm trọng thêm mối nghi ngờ chính trị sâu sắc giữa Bắc Kinh và Washington, với mối quan hệ vốn đã ở cấp độ thấp do quyết định của Tổng thống Biden, vẫn giữ nguyên các chính sách trừng phạt Bắc Kinh của người tiền nhiệm và tăng cường quan hệ quân sự ngoại giao kinh tế với Đài Bắc. Căng thẳng gia tăng sẽ chỉ thúc đẩy đại lục chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất vì nguy cơ có thể xảy ra chiến tranh với Đài Loan ngày càng tăng, ông Lee nói. Cũng theo ông Lee, những cam kết ngày càng tăng giữa Đài Bắc và Washington, đặc biệt là việc Mỹ gần đây hứa bán nhiều vũ khí tiên tiến hơn cho hòn đảo này, chỉ khiến Bắc Kinh càng thêm lo lắng. Một báo cáo về dự án sức mạnh quân sự Trung Quốc được công bố bởi Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS có trụ sở tại Washington cho biết, Hải quân Trung Quốc dự kiến sẽ mở rộng hạm đội của mình lên tới 420 tàu trong 4 năm tới và tăng lên 460 chiếc vào năm 2030. Báo cáo này cho biết, Trung Quốc đã biên chế 28 tàu vào năm ngoái so với 7 chiếc của Hải quân Mỹ. Đơn đặt hàng của Trung Quốc bao gồm 3 tàu chiến kiểu 055, lớp tàu khu trục lớn thứ hai thế giới sau chiến hạm tàng hình DDG-1000 Zumwalt của Hải quân Mỹ. Thậm chí, kích thước của 055 có thể xếp vào tuần dương hạm. Tất cả các tàu chiến đó đã được lập ngân sách trong kế hoạch 5 năm lần thứ 14. Trung Quốc đã công bố kế hoạch mới nhất của mình tại Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc vào tháng 3 năm ngoái với cam kết đạt được những bước tiến lớn trong hiện đại hóa quốc phòng theo chính sách hợp nhất dân sự quân sự, một chiến lược nhằm làm sâu sắc và hiệp đồng giữa thương mại quân sự, công nghệ và nền kinh tế, ông Lương cho hay. CSSC, công ty đóng tàu lớn nhất thế giới, đã công bố kế hoạch trị giá 18 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 2,8 tỷ đô để mở rộng năng lực đóng tàu khổng lồ hơn, đặc biệt là tàu thương mại. Dự án kéo dài 3 năm sẽ mở rộng các nhà máy đóng tàu Giang Nam, khu Đông Dung Hua trên sông Dương Tử, tuyến đường thủy chính của Trung Quốc. Tuần này, Bắc Kinh đã thông báo rằng
ngành công nghiệp của họ đã nắm gần một nửa số đơn hàng tàu chở container trên toàn cầu, chủ yếu là tàu chạy bằng khí đốt tự nhiên hóa lỏng trong quý đầu tiên của năm nay. Tất cả các dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh sẽ thúc đẩy công nghệ và thu nạp nhân tài đóng tàu, một cuộc cách mạng công nghiệp rất giống với những gì Mỹ đã làm sau cuộc chiến tranh thế giới thứ hai để mở đường cho nước Mỹ trở thành một siêu cường số một thế giới. Lully C, cựu giảng viên Học viện Hải quân Đài Loan cho biết. Bản tin ngày hôm nay đã được kết thúc. Các bạn thấy hay, hãy cho chúng tôi một like, comment, chia sẻ, đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.